Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dựng một con mèo chuyển cái ảnh từ 2D sang môi trường 3D. Chúng ta sẽ dùng hai phần mềm đó là Master Mask và Blender để làm con mèo này thì chúng ta sẽ dựng. Còn những cái cảnh vật xung quanh này thì các bạn sẽ dùng cái add-on là Blender Kit. Đây, cái Blender Kit đấy để thêm vào. Còn để mà làm đẹp và chất lượng hơn nữa thì mình nghĩ là sẽ cần phải tạo lông, sửa lại hình khối cho nó đẹp hơn. Làm animation, làm phim thì mất thêm khoảng một ngày để chúng ta rig các khớp chuyển động. Ok, lúc nào mình có thời gian thì mình sẽ quay các cái bước sau đấy nhé. Còn hôm nay mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn đến cái giai đoạn chuyển từ 2D sang 3D đơn giản như vậy thôi. Cách chuyển từ ảnh thành 3D, cái này mình sẽ sử dụng cái Master Mask chấm zone này. Đây, ví dụ mình sẽ chuyển cái hình con mèo này thành 3D nhá. Mình có mấy con mèo đây, mình sẽ cho con mèo này chuyển nó thành 3D này. Các bạn sẽ mở cái ảnh con mèo này lên vào phần open này. Ấn vào import template image. Mình ra desktop. Đây mình sẽ chọn con mèo này. Đó. Sau khi xuất lên thì nó sẽ hiện như vậy. Ở đây nó có 3 bước này, bước 1 là vẽ này, bước 2 là nó sẽ mô phỏng và bước 3 là sẽ làm chuyển động. Đầu tiên chúng ta sẽ ở bước vẽ này. Bây giờ các bạn sẽ vẽ hình cho con mèo này. Chúng ta sẽ vẽ các hình cơ bản chính của nó nhé. Ví dụ mình vẽ cái hình cái đầu của nó này. Đó, mình sẽ vẽ hình con mắt nó này. Hai con mắt. Hay mình sẽ vẽ hình cái tai cho nó. Mình vẽ cái mũi này. Cái mồm này thì chúng ta sẽ xử lý lại ở bên Blender. Các bạn có thể vẽ cái mồm hình tam giác này cũng được. Vẽ cái khăn cho nó này. Cái tay. Và đáng lẽ mình vẽ cái thân trước. Rồi mình vẽ cái thân này sau cũng được. Cái tay. À, mình vẽ nhầm rồi, mình sẽ dùng cái xóa này, mình sẽ ấn xóa này. Đây, mình sẽ vẽ lại. Đó. Mình vẽ thêm cái bi của nó này. Vẽ thêm cái đuôi này. Các bạn có thể tách vẽ cái áo ra hay là để nó liền nguyên cũng được. Chúng ta vào 3D xử lý. Rồi, sau đó các bạn sẽ ấn vào số 2 này. Inflate. Nên nó sẽ chuyển thành 3D. Đấy. À, giữ chuột giữa để di chuyển này. Thì chúng ta được cái khác cái khối. Để cho cái khăn quàng cổ này nó được tách mảng miếng ra ấy, các bạn sẽ quay trở lại phần raw. Đây, mình sẽ xóa cái khăn đấy đi. Mình sẽ vẽ lại cái khăn khác. Các bạn nhớ là phải vẽ nó tách hẳn ra nhé. Rồi bây giờ mình sẽ inflate. Chúng ta sẽ tải cái file này về vào 3D và sửa lại. Bây giờ mình sẽ tải file này về nhé. Các bạn ấn vào export to obj này. File. Đó, chúng ta sẽ được các cái file 3D về này. Các bạn ấn vào lưu project để lưu lại dự án. Để sau này có sửa thì các bạn có thể mở cái project này lại để sửa dự án ở trên này. Các bạn có thể xuất cái texture đi theo này, đó. Ngoài ra các bạn có thể animated ở đây, nhưng mà chúng ta sẽ dùng animated trong Blender hoặc các phần mềm khác để làm thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi, mình sẽ thoát cái trang web này nhé. Đây là các cái tài liệu chúng ta tải về được. Chúng ta đã có hình khối cơ bản rồi. Bây giờ mình sẽ mở lên Blender.
Rồi bây giờ mình sẽ mở Blender lên này. Xóa cái hình này đi này. Mình sẽ vào file import. Import OBJ đây, mình lưu ở ngoài màn hình. Nó để hiện hết các cái vật liệu. Các bạn sẽ phải về chế độ Viewport Shading hoặc là Render Real Time Viewport Shading Render Preview đây. Rồi các bạn thấy là gần ổn rồi đúng không? Bây giờ các bạn thấy là con mèo này nó đang là một hình khối. Bây giờ để cắt tách các cái thành phần này ra, các bạn sẽ ấn Tab về chế độ Edit Mode. Đây, chuyển sang chế độ Edit Mode này. Sau đó ấn chuột phải, chọn Separate, tách ra thành các phần tách biệt đấy. Các bạn thấy là nó sẽ tách ra thành các thành phần. Ấn Tab để thoát chế độ Edit Mode để chuyển sang chế độ vật thể Object Mode. Đây bây giờ nó là các cái thành phần riêng biệt rồi. Bây giờ mình sẽ chỉnh lại một chút nhé, cho nó đúng vị trí. Giữ Shift để chọn hai hình này, ấn G, giữ chuột giữa để di chuyển. Ấn R để xoay này. G để di chuyển. Nên các bạn có thể ấn Scale nhé, ấn phím S. Đây, mình có thể scale theo trục. G di chuyển này. Mình dùng origin này để chỉnh cái tâm này. Sau đó mình sẽ ấn xoay rotation. Xoay. Cái đuôi này mà muốn dài một tí thì ấn R này. Ấn scale. Scale ra. Giống con gấu bông này. Rồi, ok, tạm thời như vậy. Để tinh chỉnh kỹ hơn thì các bạn sẽ dùng các cái công cụ như là sculpting này. Đây, đây là công cụ các cái bút vẽ này. Thì xem lưới thì các bạn sẽ ấn hiện wireframe này. Đây, đây đang là lưới của nó thêm. Nó chỉnh thêm cho nó to ra chẳng hạn. Giữ an để đẩy vào. Sau đó các bạn có thể dùng các cái lệnh như thêm lông, thêm lá vân vân để làm kỹ được các cái chi tiết về lông tóc râu này. Đó, dựng cái áo cái khăn này được chỉ kỹ chi tiết hơn thì chúng ta sẽ tốn thêm khoảng một ngày để làm. Thì ở clip này mình sẽ chỉ hướng dẫn mọi người đến cái bước dựng cơ bản này thôi nhé. Thì khi nào mà mình có thời gian thì mình sẽ làm kỹ hơn và quay lại để các bạn tham khảo. Mình sẽ ra phần modeling này. Mình sẽ về camera này, vào view, khóa camera lại. Mình sẽ cài cái bố cục một chút. Sau đó là bỏ cái khóa camera với view đi này. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ render thử xem nhé. Đây, ánh sáng ở bên phía kia nó đang bị tối bên này. Các bạn có thể cài cái ánh sáng này là ánh sáng mặt trời này. Vào phần ánh sáng này, chọn ánh sáng này.
vào phần ánh sáng, nó chọn sun, mặt trời, kéo vào. Mặt trời này đang mạnh quá, mình giảm cường độ xuống một này. Ship A, thêm tấm plane lên này, ấn S để scale ra này. Đó, chỉnh cho bóng đổ này, nó mềm hơn chút này. Vào phần render này, chuyển sang render cycle, chọn là render GPU nếu mà các bạn có card màn hình, để denoise. Các bạn nhớ ấn lưu dự án lại nhé. Bây giờ thêm, các bạn có thể thêm cây cối vật liệu, ví dụ như cho tấm plane này. Mình sẽ chọn vật liệu, chọn đất là floor, nên mình chọn vật liệu cỏ đi, cỏ là grass. Các bạn chọn plane và scale cho nó to lên chút, để cho nó cái đất nó to lên chút này. Cho thêm một số cái model cỏ, nhưng mình sẽ trồng vào cái plane này, cỏ đây. Cái này chúng ta sẽ chọn các cái miễn phí thôi, cái này là trả phí này. Mình sẽ chọn free first. Add scale lên. Mình cho thêm một số cái vật thể vào nữa này. Sau đó là cài ánh sáng, cài nền môi trường. Vào phần Work Property này, chọn là Surface Background này. Trong phần Color này, các bạn sẽ cho nó một cái Map Environment Texture, ấn Open để mở này. Thì Blender sẽ cho mình một số cái môi trường mặc định. Các bạn vào ổ C, Program File, Blender Foundation, Blender 3.1, 3.6 đi, Blender phiên bản nào cũng được. Nó sẽ có phần Blender 3.6 này, Data File này, Studio Line, phần Work này. Đây nó có một số cái map mặc định. Nó để lưu cái này lại thì các bạn có thể lưu vào cái bookmark này. Cái này hay dùng nên các bạn sẽ lưu vào cái bookmark. Lưu cái đường dẫn vào bookmark này thì hay dùng này. Đấy. Khi đấy mở ra thì nó có luôn cái đường dẫn đấy ở bên này. Thì mình sẽ mở cái sunrise này lên này. Sau đó các bạn tinh chỉnh lại ánh sáng một chút. Điều chỉnh lại bố cục một chút này. Chỉnh màu. Cho ánh sáng một chút này. Các bạn có thể hút cái màu nền này. Đặt thêm đèn. Để làm kỹ hơn thì các bạn có thể modeling cái lông vào cho nó đẹp nhé. Tăng kích thước lên này. Tăng cường độ lên. Cho cái màu gì đấy. Rồi, sau khi hoàn thiện, các bạn sẽ ấn render. Để cài đặt render, các bạn sẽ vào phần render này. Nãy thì mình để cycle và để GPU nếu các bạn có card RTX. Đây. Render ra đây. Độ chia nhỏ sẽ là 0,01. Nếu các bạn muốn render nhanh hơn thì các bạn sẽ tăng cái này lên thì nó sẽ render nhanh hơn. Tiếp theo các bạn vào phần Output Property này. Đây là độ phân giải của bức hình chúng ta render ra. Để đây là Full HD.
Các bạn có thể cài ví dụ như render ảnh 4K chẳng hạn. Đây, các bạn thấy là các khung hình nó sẽ khác nhau đi. Rồi mình sẽ ấn render nhé. Mình up lên YouTube thì chắc để full HD là được rồi. HD TV này. Đó, mình sẽ ấn render. Đây, thời gian render là 1 phút 24 giây này. Bây giờ mình sẽ lưu lại image save. Mình sẽ lưu ra ngoài màn hình nhé. Mình sẽ thoát file lưu này. Đây là kết quả. Các bạn để chỉnh cái ảnh này lại đẹp hơn thì các bạn có thể cho vào Photopea. Mình sẽ kéo cái ảnh này vào. Các bạn có thể kéo sáng, chỉnh màu, chỉnh sáng này. Chỉnh cho đừng bị cháy quá là được. Chỉnh cho đừng bị mất chi tiết quá là được. Cho thêm một cái flare chẳng hạn. Bạn gõ là thư viện ánh sáng này. Ví dụ các bạn để cái tia sáng mặt trời. Đây mình sẽ cho cái ánh sáng này nhé. Đây mình sẽ kéo vào Photopea này. Sau đó là để chế độ hòa trộn. Là lấy phần sáng này. Đây. Màn hình. Đó, sau đó mình sẽ lưu lại. Sau đó mình sẽ Ctrl E. Gộp lại. Tải về này. Các bạn có thể lên Firefly để mình chế biến thêm. Thì các bạn kéo vào. Dụ mình muốn chế biến ở chỗ này là cỏ chẳng hạn. Đây, mình sẽ ấn Generate. Đây có một cái cây. Đây mình sẽ cho một ít cỏ như vậy. Mình ấn Keep để giữ này. Rồi sau đó ấn Download để tải về. Đó, như vậy là chúng ta đã có được hình con mèo. Và đây là thành quả. Đó, để làm con mèo này chi tiết lên thì chúng ta cần thêm một số kỹ năng nữa. Như là tạo lông này, vân vân. Nhưng mà đến đây thì chỉ chắc các bạn đã biết cái hướng làm để chuyển từ ảnh từ 2D sang 3D rồi. Thì mình sẽ kết thúc cái clip này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip lần sau.